bất ngờ Toyota Race có mặt tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe này có tại một đại lý ở khu vực Hà Nội. Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Trước đó khá lâu, thì chiếc Kia Sonet cũng có mặt tại nước ta. Tuy nhiên thì chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về ngày ra mắt của mẫu xe này. Ngay khi xuất hiện thì có những thông tin cho rằng Toyota Race được đại lý cho đặt cọc với mức giá 20 triệu cho những khách hàng muốn mua xe. Mức giá đồn đoán của mẫu xe này là chưa tới 500 triệu đồng. Động thái này cho thấy Toyota Race có khả năng sẽ ra mắt trước Kia Sonet trong thời gian tới. Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ đang thể hiện được sự đa dụng với nhiều nhu cầu khác nhau. Nhưng tại phân khúc crossover hạng B bùng nổ từ khi Kia Seltos ra mắt vào tháng 7 năm 2020, tạo nên cơn sốt trên thị trường và đạt mức doanh số khủng. Vị trí ngay sau Seltos là Toyota Corolla Cross cũng được người dùng tại Việt Nam ưa chuộng. Quay trở lại với Toyota Race và Kia Sonet, đang mở ra một phân khúc mới tại thị trường Việt Nam, crossover hạng A. Sau khi có nhiều thông tin thì mẫu xe nhà Kia xuất hiện tại nước ta, Toyota Race còn nhanh hơn khi có mặt tại đại lý, thậm chí là đã cho đặt cọc trước với chi phí 20 triệu đồng. Và theo thông tin thì mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe nào ra trước thì chưa có thông tin chính thức nào, nhưng có thể nhận định rằng thị trường xe trong thời gian tới sẽ rất sôi động. Chúng ta hãy cùng so sánh một chút về cả hai mẫu xe này. Như quý vị đang thấy ngay trên màn hình là thông số kỹ thuật kích thước của cả hai mẫu xe. Nhìn vào bảng thông số này, quý vị có thể đối chiếu sang chiếc Ford EcoSport cũng có kích thước gần tương đương. Phần thông số này giúp chúng ta nhìn rõ hơn về độ to, nhỏ của xe, cũng như một chút về độ rộng rãi bên trong khoang nội thất. Có thể thấy rằng hai mẫu xe này sẽ lấp lửng, tức là sẽ ở giữa hạng A hoặc hạng B, có thể gọi là A cộng hoặc B trừ. Về ngoại thất, Kia Sonet quý vị cũng đã quá rõ, trên bên xe cũng đã có video về Kia Sonet rồi. Thừa hưởng có nhiều đường nét cảm hứng lấy từ người đàn anh Kia Seltos, vẫn là thiết kế mũi hổ quen thuộc, nhưng mọi thứ đã được tinh chỉnh, có phần hợp mắt hơn. Ví dụ như cụm đèn chiếu sáng với giải LED định vị ban ngày khá độc đáo khi được tạo hình móc câu. Nhìn tổng thể ngoại thất ăn nhập và hợp mắt. Nhìn sang Toyota Race, mẫu xe này có thiết kế tương đối lạ mắt, không giống như các mẫu xe khác của Toyota. Về độ đẹp xấu thế nào thì mời quý vị cùng đánh giá ngay phía dưới phần bình luận. Phiên bản của Toyota Race sẽ giống với bản quốc tế vì như đã nói, mẫu xe này sẽ được nhập khẩu từ Indonesia với nhiều trang bị hấp dẫn trên bản cao cấp như đèn chiếu sáng full LED, có tự động bật tắt, mâm xe 17 inch to hơn mâm của Kia Sonet và tạo hình cũng rất đẹp mắt. Bên cạnh đó thì màu xanh của mẫu xe này trông cũng rất lạ. Rõ ràng Toyota muốn hướng tới đối tượng trẻ để cạnh tranh tốt hơn so với Kia Sonet. Bên trong khoang nội thất của Kia Sonet có nhiều cảm hứng từ các mẫu xe hạng trên như Kia Sorento ở rất nhiều chi tiết như cửa gió điều hòa hay cách làm cụm màn hình giải trí trung tâm tương tự như đàn anh Seltos mà chúng ta vẫn thường gọi là bàn thờ. Tại thị trường nước ngoài, mẫu xe này còn có biến thể 5+2, mặc dù đây chỉ là một mẫu xe cỡ nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có hàng loạt những trang bị xịn sò khác tại phiên bản nước ngoài. Về option cụ thể, chúng ta chờ đợi ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam, tôi sẽ có bài đánh giá chi tiết hơn về độ hoàn thiện của xe. Nhìn sang Toyota Race, khoang nội thất có cảm hứng lấy từ người đàn anh RAV4, nhiều nhận định cho rằng giống tới 90%, màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, khu vực cần số được làm thoải dần về phía bệ tỉ tay khá độc đáo, màn hình thông tin trước mặt người lái dạng LCD 7 inch, nhưng nhiều thông tin cho thấy chỉ là màn TFT. Một điểm lợi thế của Toyota Race là hàng ghế thứ hai gập được để mở rộng khoang hành lý chứa đồ. Bên cạnh đó, đại lý còn tiết lộ các tính năng an toàn hấp dẫn trên Toyota Race như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và một số tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi đều có mặt trên Toyota Race. Nếu đầy đủ những trang bị này thì Toyota Race sẽ nổi bật hơn so với đối thủ Kia Sonet. Cá nhân tôi thấy thì hai mẫu xe này đều đẹp. Kia Sonet có phần hợp với người trẻ hơn do thiết kế trẻ trung, bắt mắt, còn với Toyota Race trung tính, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Quý vị thấy sao thì hãy để lại bình luận ngay phía dưới. Cuối cùng về động cơ, vì nhập khẩu nên Toyota Race sẽ sử dụng chung động cơ tại Indonesia với máy 1.0 tăng áp cho công suất 97 mã lực, mô men xoắn 140 Nm. Ngoài ra tại Indonesia có thêm phiên bản hút khí tự nhiên 1.2 lít, công suất 88 mã lực, mô men xoắn 113 Nm, nhưng phiên bản này sẽ không có tại thị trường Việt Nam. Kia Sonet sẽ được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất 114 mã lực, mô men xoắn 144 Nm. Nếu giống với thị trường Indonesia và Ấn Độ, mẫu xe này tại nước ngoài còn có phiên bản máy dầu và động cơ tăng áp 1.0 lít. Nhiều khả năng, tại thị trường nước ta sẽ chỉ sử dụng động cơ 1.5 lít. Giá bán của Kia Sonet tại thị trường Việt Nam có thể bắt đầu từ 500 triệu tùy vào cấu hình, lượng trang bị đi kèm. Có thể thấy rằng mức giá này sẽ thấp hơn so với giá tiêu chuẩn của Kia Seltos và có phần cao hơn so với thông tin đồn đoán của Toyota Race. Mẫu xe nhà Toyota chỉ có mức giá chưa tới 500 triệu đồng. Về giá sản phẩm của Kia đang vô cùng được quan tâm trong thời gian vừa qua,
cụ thể là Kia Seltos, Kia Sorento hay sedan hạng C như Kia K3 mới được ra mắt. Cả ba cái tên này hiện đang có mức doanh số ấn tượng, thậm chí như Seltos hay Sorento đang đứng top 1 doanh số trong phân khúc. Với Kia Sorento mới sẽ là cái tên đáng chú ý vào thời gian tới, có thể tạo nên cơn sốt trên thị trường bên cạnh đối thủ là Toyota Race. Các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ đi phố là sự lựa chọn mới mẻ bên cạnh các mẫu crossover hạng B đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Và đây cũng là xu hướng mới ở thời điểm hiện tại khi người dùng muốn có những chiếc xe đa dụng, vận hành trong đô thị. Tuy nhiên, như quý vị thấy thì về lượng trang bị hay giá bán vẫn là câu hỏi lớn. Chúng ta phải chờ đợi mọi thông tin chính xác khi mẫu xe này được ra mắt. Quý vị hãy để lại ý kiến ngay phía dưới để chúng ta cùng bàn luận thêm. Đừng quên like, share, subscribe, ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại!